Linh trực tiếp là người trải nghiệm cái quá trình làm nước này ấy, thì nó đập tan mọi cái suy nghĩ, mọi cái thắc mắc ở trong chị. Lo lắng là những cái lo lắng là đi làm từ đồng ý là đi làm, mình không thích đi làm đâu, nhưng mà nó rất là đau và nó rất là lâu đó, rất là đau và rất là lâu. Thì đấy, đến với EK Agile MVP thì nó đã lập ra mọi cái lo lắng, mọi cái băn khoăn đó và làm rất là nhanh. Nhưng nhanh không có nghĩa là không có hiệu quả, nhanh nhưng rất hiệu quả và tuyệt đối là không đau một chút nào đấy. Nói không đau thì có thể là không ai tin, bởi vì khi bất kể một cái gì đấy mà nó động vào da thịt mình thì là nó sẽ phải có sự khác biệt. Thế nhưng cái khác biệt ở đây theo chị cảm nhận thì là nó chỉ khác biệt ở cái người mà có cái làn da nó quá mỏng, nó quá nhạy cảm. Đối với bất kể một cái gì mà nó động chạm lên da mỏng của họ thì đặc biệt nó đấy thì là nó với những người gọi đặc biệt một chút, bởi vì khi là nó hơi chỉ lâm tâm một chút thôi. Vâng. Nhưng với những người như chị, dạ, với những người từ cái tọa người ta gọi là ta gọi là đấy, thì hoàn toàn là nó cũng đau một chút nào cả. Thì cái đấy là cái chị thấy thực sự là gọi là mãn nguyện được không? Các chị em hãy tin tưởng ở EK, và nếu muốn có một giao diện mới đi lên hoặc muốn có một cặp lông mày, một cặp môi đẹp thì hãy đến với EK Abra MVP.